Xin chào các bạn. Việc chọn chỉ số nhiệt cho buji rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến việc đốt cháy hòa khí trong động cơ có triệt để hay không, cũng như cả độ bền của buji. Nhiệt độ của các điện cực buji phải nằm trong khoảng trên 450 độ C và dưới 950 độ C. Ở nhiệt độ này, buji đánh lửa tốt nhất. Các chất cặn bám vào điện cực buji sẽ bị cháy và rớt ra. Đây là khoảng nhiệt độ buji có thể tự làm sạch. Nếu nhiệt độ điện cực buji, đặc biệt là cực dương, thấp hơn 450 độ C, tia lửa điện sẽ yếu hơn do sự hấp thụ nhiệt của điện cực làm điểm lửa bị giảm nhiệt độ. Cộng với việc các ion và electron trong hai điện cực chuyển động nhiệt còn chậm nên khó bật ra khỏi điện cực để tạo tia lửa điện. Ở nhiệt độ dưới 450 độ C, buji không tự làm sạch nên các cặn bẩn sẽ bám ngày càng nhiều vào hai cực. Hiệu quả đánh lửa ngày càng kém hơn. Nếu cặn bẩn đủ nhiều để bít khoảng hở thì gây nối mạch hư buji. Ngược lại, nếu nhiệt độ làm việc của buji lớn hơn 950 độ C thì bản thân điện cực sẽ làm cháy hòa khí trước khi buji đánh lửa. Điều này làm giảm công suất của xe. Nhiệt độ cao có thể làm điện cực biến dạng nhanh chóng. Trường hợp này ta gọi là buji bị nóng, quá nhiệt. Các hãng sản xuất buji đều có chỉ số nhiệt cho mỗi buji. Tùy theo chỉ số nhiệt mà buji được sắp xếp theo thứ tự từ nóng đến lạnh. Buji nóng là loại có phần sứ cách điện bao quanh cực dương, dài, phần tiếp xúc của sứ với vỏ bọc kim loại nhỏ. Khi xe hoạt động, nhiệt độ của buồng đốt có thể lên đến 2300 độ C. Phần sứ bao quanh cực dương sẽ giữ nhiệt. Tốc độ truyền nhiệt của buji ra nắp máy chậm để cực dương nhanh chóng nóng lên. Buji nóng phù hợp với các loại động cơ công suất nhỏ, vòng tua máy thấp, tốc độ thấp. Lượng nhiệt truyền cho buji không nhiều nên buji cần giữ nhiệt, truyền ra nắp máy ít để nhiệt độ điện cực giữ được trong khoảng lý tưởng. Buji lạnh là loại có phần sứ bao quanh cực dương ngắn, phần sứ tiếp xúc vỏ bọc kim loại lớn. Do phần sứ tiếp xúc nắp máy nhiều nên nhiệt lượng buji truyền ra lớn, giúp cực dương không bị quá nóng. Buji lạnh phù hợp với các động cơ hiệu năng cao, tua máy lớn, công suất lớn, tốc độ cao. Lượng nhiệt buji nhận được từ buồng đốt lớn nên cần giải phóng nhanh để không bị quá nhiệt. Tùy vào loại xe mà nhà sản xuất lắp đặt buji có chỉ số nhiệt tương ứng. Xe có công suất nhỏ thì sử dụng buji nóng. Xe có công suất lớn thì sử dụng buji lạnh. Nhưng khi thay buji, bạn có thể thay đổi chỉ số nhiệt của buji một chút dựa trên những phân tích vừa rồi. Nếu xe bạn công suất nhỏ nhưng đi tua máy cao thường xuyên, hãy sử dụng buji có chỉ số nhiệt lạnh hơn của hãng một chút. Còn ngược lại, xe bạn công suất lớn nhưng hiếm khi bạn chạy tốc độ cao, hãy dùng loại buji có chỉ số nhiệt nóng hơn, có thể là một cấp. Việc này sẽ giúp hòa khí cháy triệt để, đỡ hao xăng, máy khỏe và buji bền hơn. Vừa rồi là những phân tích của mình về việc chọn chỉ số nhiệt của buji phù hợp với xe máy của bạn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.